Có một bạn nhân viên phục vụ xinh đẹp đang nướng cho mình. Wow, nhìn đẹp quá. Trong có vẻ ngon xèo, ba chỉ nó hơi bị mau chín nha. Kiểu cái mùi hấp dẫn không mọi người? Thơm quá. Cái hồ tôm nhìn đã. Chào mọi người, thì hôm nay là lễ thì được vợ dẫn đi ăn. Sẵn giới thiệu với mọi người cái quán tên là Yoshike, kiểu như là ngưu phùng á, nướng Nhật Bản á. Thì đây, thấy không vợ? Để. Thì được cái là vợ cũng thích ăn đồ nướng, mình cũng thích ăn đồ nướng mà lâu rồi cũng không ăn, nên là hôm nay ghé thử ăn thử và review quán cho mọi người xem. Thì mình đã có kêu một cái set couple hai người như hết 499, thì để tí nữa xem coi là nó nhiều ít như thế nào rồi sẽ review cho mọi người xem đó. Cũng thử coi gia vị nó như thế nào rồi. Thì cơ bản thì để tí nữa mình sẽ quay cho mọi người xem cái thực đơn nè, cái không gian quán hôm nay cũng hơi đông nên vô mình ngồi ngay cái góc đầu tiên của quán luôn. Đây là salad. Salad trộn, để đây đi, để thành trộn cho. Đây là salad trộn. Mình sẽ trộn lên trước khi ăn ha. Đây là món ăn kèm có trong cái set luôn. Còn đây là cái kim chi để ăn đồ nướng nè. Rồi mấy em nó cũng mới vừa lên cái bếp than. Đây là than thanh trụ tròn á. Nướng cũng khá nhiều quán nướng Nhật sử dụng ha. Bên đây thì mình mới lên được thêm một cái quầy rau, cái thay rau chứ, cái thay rau để ăn kèm với đồ nướng nè, và mình xếp thịt. Đây là set couple hai người ha, thì ở đây có thịt bò, cả thịt heo luôn, có một ít bò wagyu, ở đây là ba chỉ bò, và đây là thay rau để ăn kèm. Rồi đây là nguyên một cái bàn, rồi đây là cũng là rau cải trộn nè. Bên đây là các loại nước sốt chấm. Thì ở đây trong set ăn nó sẽ có hai cái phần nước, này là nước mía lau, cái ly bên đây là ly sâm hạt chi. Đây là cái thực đơn menu thực đơn tuần lễ bò wagyu, khá là hấp dẫn ha mọi người, có giá sẵn luôn để tham khảo. Khá là nhiều món. Đây là cái menu ha, thì nó rất là phong phú luôn. Đầu tiên vô là rau nè, một số cái điều giới thiệu về cái những cái thịt bò đặc biệt của quán ha. Thì rau thì mình thấy là để trong đây là nó đây, rau sạch từ Đà Lạt nè, rồi các loại nước uống ha. Giá cũng khá là nhỉnh, nhưng mà chất lượng thì chắc là ok. Bây giờ các em nó phục vụ thì cũng rất là dễ thương ha. Uống nhìn cũng bắt mắt, ở trong menu đa dạng phong phú và rất là bắt mắt ha mọi người. Rau trộn, salad, loại canh thì nó làm theo kiểu Nhật á, thường là thịt ở đây nó không có ướp gia vị nhiều theo kiểu Hàn Quốc nè. Đó, đây là món đậu nành Nhật nè, đặc trưng luôn. Bơ tỏi nướng hấp dẫn ha mọi người ha. Combo 1299, chắc là lát nữa tí nữa tụi mình sẽ phải kêu thêm một ít cái một vài món gì đó nó lạ lạ để thử và review với mọi người ha. Rồi sơ sơ vậy thôi ha. Để bây giờ mình sẽ quay cái cảnh thịt nướng nha. Đây
có một bạn nhân viên phục vụ xinh đẹp đang uống mình. À, một cái phần súp. Súp miso. Wow. Nhìn đẹp quá. Trông có vẻ ngon kiểu giống như vậy, giống như canh cà trứng. Mèo xèo, ba chỉ nó hơi bị mau chín nha. Kiểu cái mùi hấp dẫn không mọi người? Thơm quá. Vậy lát hồi mình sẽ trộn rau lên. Em mình set up góc máy để nó yên cái canh rồi. Ok, trộn nha mọi người. Đây là salad trộn. Wow, wow, wow. Một người nướng thịt, một người trộn rau. Ăn thịt nướng là phải có rau xanh, nếu không sẽ rất là dễ ngán. Rau nhìn đã ghê á. Xong, đã trộn xong. Đăng đăng. Ồ. Nhìn hay. Tươi. Thịt bò nha, ba chỉ bò. Chấm này. Wow. Chấm thử bên này như thế này. Hành, tỏi vô hết. Ăn cửa Hàn Quốc chắc có chậu tương thôi. Rau muống thịt, ít kim chi, cuộn lại, chấm tương, để ở giữa này đi. Ok rồi. Ngon nha, ba chỉ bò ngon. Tí nữa tới nướng mấy cái thịt heo lại bò ba vô thử. Ồ, được rồi, có mấy miếng à. Dưa leo cà rốt ngâm ngâm đá. Ngâm trong cái khay rất là dễ thương thôi mọi người. Nhìn ra thấy không vậy? Ủa có đang quay không vậy? Cà rốt sống. Chai giòn thịt được. Thấy không? Rồi để lại đi. Thử tiếp. Nóng nóng. Miso này thì giống như canh cà trứng nè. Có nấm. Nấm trứng. Ăn thôi nào. Dưa cài ta. À không cay. Không một tí cay nào luôn.
nhưng mà nhìn cái màu nó nhiễm như nhiều dầu dầu mè dầu ớt nữa. Nấm ngon vậy. Hơi cháy rồi ơi. Chắc đây vậy. Đây còn một tảng thịt bự nữa thì chuẩn bị lên. Yeah, à, còn hai miếng bự tà bá lửa nữa, chắc là cũng no á. Đi ăn thì mình đi ăn nữa là mình thích cái lá này nè. Hôm bữa bị lộn lá này với lại cái lá tía tô, sau đó hỏi nhân viên của quán mấy quán nướng Nhật Hàn Quốc nữa thì người ta nói mình mới biết là thật ra nó là lá mè. Rồi anh cảm ơn em đó. Mấy nhân viên này dễ thương lắm, xin đồ thêm đồ đều được phục vụ khá là nhanh, mặc dù hôm nay cũng là khá đông á. Ok, lá mè. Lá mè cho xin miếng dưa leo vô đi. Thật quá, chưa gì xảy ra. Đây sốt tương đậu. Ok, chấm xoay đưa lên rồi. Thơm. Đang chờ Bạch Tuộc Baby với lại hình như là khi Bạch Tuộc Baby đây thêm một phần nó như thế nào. Em ăn thử này chưa? Anh ăn hết làm sao? Ngon. Có mấy cục thịt gân gân bò ngon. Ở đây dùng cái đuổi nóng nhưng mà nó cũng khá là dễ dùng, mà nó dùng giúp cho nó bị dẹp 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 mà khó gấp như mấy kiểu quán nướng Hàn Quốc á, thì không cách nhiều.
thường nó sẽ làm đũa gỗ mà người nó làm đũa inox. Ủa, ok. Trời, dễ xé cái này không? Xé hay vợ? Rồi. Đường dính kim chi. Đây là thịt heo nguyên tảng chà bá lửa. Hai tảng này chắc cũng no gói rồi. À, đi hai người nên không có dám gọi nhiều. Rồi, ok. Được rồi. Thêm rau không? Salad trộn nè. Thì đúng rồi, salad trộn mà phải chua chứ. Em thích ăn gì? Ăn cay hả? Thích ăn anh hả? Ủa sao anh quay em vậy? Những người rớt nghe hết rồi. Rồi, anh cảm ơn. Bạch tuộc baby. Để coi đếm được mấy con. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 con. Ok, số đẹp. Một phần bạch tuộc 70 mấy ngàn, như hồi nãy cái menu là như 79 ngàn sao á. 8 con thì tôi chia ra con khoảng gần, đúng rồi, gần 9 ngàn con. Ừ, dù nên làm tròn 80 đi, 80 chia 8 là 10. Ơi nói nghe nè, ồ bạn ơi vô đây ăn uống mà còn lại coi lai chim là thấy không vui với bạn rồi đó. Rồi đi ăn đi uống mà mở coi lai chim. Ăn uống coi lai chim. Rồi cảm ơn em. Này mà kêu dĩa không đấm nữa. Chừng nó nhiễu xuống nhiều. Không đấm sướng hả trời. Ừ. Đấm không? Kim chi rồi, nãy có ăn thử miếng mà. Không cay luôn, không hề cay luôn, kim chi mà không hề cay luôn. Đúng là phong cách Nhật á, cái vị với vị Nhật nó làm theo kiểu vị Nhật nó khác. Ừ, quốc Nhật gì cũng có, nhưng mà cái vị khác thì Việt Nam mình cũng có, như kiểu dưa muối, cải muối rồi đó, nó cũng là một cái kiểu dạng dạng làm như kim chi vậy, hiểu không? Cà pháo rồi đó, dưa chua, chua cay cay. Thì mỗi nét văn hóa, tại vì nó xứ lạnh đó, mấy xứ lạnh thì nó sẽ ăn như cái này mùa đông á, lạnh rồi đó, sẽ ăn cay cay này để nó ấm rồi, uống rượu nóng rồi đó. Thì nó bị dướng. Ừ, anh nói rồi nãy giờ đó, ăn canh thì ngồi đây. Xong thịt rồi mình sẽ ăn cái bạch tuộc. Nói yêu thích của bánh bèo, mình cũng thích hảo lắm. C. Ủa cái nước đó em không thích hả? Sai, em sai rồi. Đúng rồi, nó sẽ khô lại nên là nó có để nó khô quá nó ăn nó sẽ dễ ngán lắm, nó còn mỏng mỏng. Vậy là được rồi nè, đó. Vậy là được rồi nè. Được rồi. Nó mấy mỏng mỏng á. Nó không thét rồi nè. Mụn ra. Sao đâu. Nó vẫn khô bùm 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 bùm. Không, nó không nóng luôn á. Nó có mang hút không? Hút không ta? Không, không mang hút. Đèn. Nó hút ở dưới này rồi. Ờ,
thúc. Lá mè, cà gót, thịt heo. Chụp vô. Rồi làm sao nữa? Chấm chứ sao? Rau mừng lá mè nó thơm ghê á. Rau không cũng ngon nữa. Nào phải tìm hiểu được cái, hiểu về cái vùng mà trồng lá mè ở trên Đà Lạt cũng được. Ủa, thịt nó dày. Ta-da. Bạch tuộc baby. À baby baby. Baby à. Baby. Baby à. Baby à. Anh có bằng lòng làm vợ anh không vậy đó hả? Hai tờ 500 anh coi như 1000 thôi đó mà. Thì em sẽ nhúng em nhiều cái nồi nướng luôn à. Xì. Đồng chứ, quán này ngay cái trung, ngay mặt bằng ngay trung tâm. Nó có một cái bên nhiều lắm, nhiều chi nhánh lắm. Chi nhánh đầu tiên như đâu đó bên hai hay sao. Cái chừng nó dính cái xin kia. Bạch tuộc baby, 8 con bạch tuộc baby đã được lên lò. Mấy em đang dừng quéo 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 lại. Em mà mới phải quay lại đập một cái phòng riêng ngồi ăn, ăn đi ăn những bạn cho khi được nhiều món hơn, review nó sẽ nhiều chi tiết hơn. Mình là người tiên mình đi ăn. Em chưa thử này đúng không? Thôi hả? Không thích hả? No chưa? Muốn kêu thêm gì không? Bắt mốt mà ngọt rồi đó, xong rồi để lạnh giống như này nhai đã rồi đó. Sau khi mà dùng xong hết thì cái được lên một viên kem tráng miệng. Bị gì em nghe? Bị cam hả? Chanh mà có một vị một à. Chanh á. Mà đặc biệt là cái này nó có xay nhuyễn cái vỏ chanh hay quýt gì đó, chanh đó, chanh với lại quýt nó màu vàng 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 vàng. Có cái vỏ chanh cam chanh gì trong đây, nghe mùi vị quýt quýt thơm. Ai mà không quen ăn cái vỏ cam chanh á thì mà cắn vô nó sẽ hơi nhẫn nhẫn đúng không? Cắn vô nó sẽ hơi nhẫn nhẫn mà thật ra nó ngon thơm chứ tụi nít nó ăn vô hay nhẫn nhẫn là nó dọi hàng. Ngon lạ không có chua dẻo thơm chua nhẹ ngọt hình như cũng có xíu xíu. Những cái lọc kem nè bữa ăn cái này cũng tàu đá
này gọi là kem này, hôm bữa là nó gọi là giống như là đá bà mà đông lại. Để trong đó vừa đủ viên kem dễ thương lắm. Xin đi. Và mùa dịch cho nên quán có để sẵn một cái chai nước dung dịch rửa tay sát khuẩn. Ha. Xịt liền. Để rồi, xài liền. Xài liền. Biết ngay mà gì ít bánh bèo ăn hết á, thế là mình phải ăn luôn thì là ngại quá đi. Cái vỏ nhai đã vậy. Rồi trước khi mà ra cái bia tính tiền thì mấy em phục vụ đó, nó sẽ đưa cho mình kiểm một cái tờ giấy để mình kiểm lại cái món ăn ha, và check lại là đúng hay chưa, sau đó nó mới ra cái bill cho mình. Thì bill hai người mình đi ăn một cái set hai dành cho hai người nè, và thêm một nước uống là một cái bạch tuộc thôi, tại hai đi ăn hai người thì cũng không có nhiều, mà thêm phế 10%. Thấy không vậy? Thì hết là 663 ha, là tổng hết rồi, tính đi. Rồi về cơ bản thì không gian quán nằm ngay mặt tiền đường gần đạo quận nhất. Thì cái không gian quán nó nằm ngay mặt tiền đường nhất, ngay Trần Đạo á, ngay góc đối diện Nguyễn Kim á. Và tại vì hôm nay lễ nên mình cũng không có đặt bàn trước, nên vô thì ngồi ngay cái quán đầu tiên phía bên trái của quán luôn, thành hai người. Thì menu thì rất là đa dạng, rất là nhiều món. Nếu mà đi gia đình hay nhóm bạn thì mình có thể sẽ kêu được nhiều món hơn, còn nếu như mà mình đi hai người thì chắc cũng không có ăn nhiều được, ăn nhiều quá thì sợ là kêu nhiều quá thì nó cũng không có hết, giá thì nó cũng tương đối là vừa phải, cũng không gọi là quá đắt. Lâu lâu mình có thể mình thèm hoặc là mình muốn trải nghiệm, khi mà mình ăn mình trải nghiệm được, nói chung là ok, nói chung là đồ ăn ngon, phục vụ các bé phục vụ rất là dễ thương ha. Rồi phòng chống dịch đều tốt, có chai nước xịt, có chai nước xịt khuẩn là vô rửa tay rồi thì chứ không có đo thân nhiệt thôi. Rồi thì chắc là sẽ có một cái dịp nào đó mình sẽ quay lại đây và mình đặt thử cái phòng riêng á, ngồi ăn uống và kêu gọi nhiều món hơn để review nhiều hơn cho mọi người xem. Thì cũng như là tại vì lần đầu tiên đi ăn thì mình chỉ giống như mình trải nghiệm thôi, xem cái khẩu vị nó như thế nào. Thì nói chung là đồ ăn ngon, cái miệng cũng ngon, nước thì cũng bình thường, chỉ có cái hải sản mà bạch tuộc là không được có tươi lắm thôi, nhưng mà thịt thì ngon, nước sốt cũng ok. Chắc chắn mình sẽ không sẽ quay lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy nhớ cho mình một like và giúp mình share và subscribe để mình tăng lượng tương tác, cũng như là làm tạo động lực cho mình để mình có thể làm ra thêm nhiều video nữa. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.